Kỳ vậy, đàn ông mấy người đừng có bên nhau. Vậy là cái kiểu tới cương cũng kiểu hứa lèo. Đàn ông cũng tóm lại là hứa lèo hết. Anh bữa anh hứa với em mua cho em căn nhà em chịu anh á. Anh định mua với em không chịu, anh không mua luôn. Dạ có 20 mấy ngàn à, tại vì em thấy quảng cáo á, thấy lạ lạ nên mua thôi. Tí cương, mua tặng em cái trong suốt đi tí cương. Tự nhiên làm chứ mấy nay nghỉ dịch thì cũng đâu có làm gì đâu mà mệt. Nghỉ dịch làm gì đâu mà mệt, không chơi với con. Biết mệt á. Hồi lúc mà cưới nhau thì chưa cầu hôn. Bây giờ để anh cầu hôn em lại. Nên là giờ em làm vợ bé. Người ta ghi là làm vợ anh nha bé. Xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Thấy không? Cái gì vậy Tiết Cương? Tại vì mình coi mấy cái phim hình sự trinh thám của nước ngoài, mình thấy mấy cái thám tử người ta hay đeo cái khăn tròn cổ, mình đeo vô cho giống. Các tôi thấy Tiết Cương giống thám tử ghê không? Thám tử hôn nhân bây giờ thấy Tiết Cương lịch lãm, đẹp trai, phong độ. Hy vọng hết dịch này Tiết Cương lấy được vợ. Cảm ơn, đa tạ. Nhưng mà ngày hôm nay nhân vật chính không phải là Cát Tường, cũng phải Tiết Cương, mà sẽ là một cặp vợ chồng. À, họ cũng đang ở nhà, tránh dịch giống như tất cả chúng ta. Mình hãy xem, đột nhập vào gia cư của họ, xem coi họ đang sống như thế nào và họ có câu chuyện gì muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay nha. Hello, chào hai em. Chào anh chị. Trước khi mà mình lấy chồng thì mình làm gì, mình làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên ở khách sạn New World. Vậy thì cái nhân viên nào mà một người làm ngân hàng, một người làm khách sạn, rồi gặp nhau sao, yêu nhau như thế nào, kể cho chị Tường với anh Tiết Cương nghe cái câu chuyện tình của hai vợ chồng mình coi nè. Buổi tối rồi lúc còn độc thân á, hay đi uống cà phê cốc ở bên hông khách sạn New World khoảng 11-12 giờ gì đó, xin số điện thoại rồi từ từ làm quen. Mình như thấy cái anh chàng Kiều này mà nửa đêm nửa hôm mà còn uống cà phê ngoài đường mà xin số em, mà tại sao em lại cho? Em thì thích mấy anh mà dạng như công sở, mặc áo sơ mi đồ á, giống như anh Tiết Cương vậy đó. Hẹn hò bao lâu thì đám cưới? Dạ tầm 6 tháng. Quen cỡ 6 tháng nhưng mà chia tay chắc cũng 3 tháng trời rồi. Mình tính ra thời gian quen thì sao chia tay, gì mới quen mấy tháng mà chia tay rồi? Tại vì tính em hay giận á, rồi ảnh cũng vậy, như là lúc đó cũng mới quen mà không có chuyện năn nỉ em đâu. Tự im lặng tự chia tay xong cái cũng tự quay lại. Rồi quay lại sao lại quyết định có cưới nhau. Thích cho duyên số. Trước khi lấy chồng mình có nghĩ mình lấy một người chồng lớn hơn mình nhiều tuổi không? Dạ có, em đặt mục tiêu cho mình rồi là cưới hơn trên em 5-6 tuổi em mới lấy. Nhưng mà càng quen thì mới biết là cái tuổi thì lớn hơn thôi chứ mà cái tính thì cũng cỡ em à. Trước tiên là anh Tiết Cương với chị Tường sẽ test nhanh, có những cái câu hỏi hỏi đáp nhanh để có hai vợ chồng mình kiểm tra xem cái mức độ mà mình gọi là mình trùng khớp, mình hiểu ý nhau nè, mình đồng cái quan điểm, đồng suy nghĩ với nhau coi được bao nhiêu phần trăm nha. Rồi bây giờ anh Tiết Cương sẽ đặt câu hỏi cho hai bạn nha. Trong hai vợ chồng á, chồng hay là vợ, người nào nấu ăn ngon? Trời vợ nhanh dữ à. 2, 3. Chồng em nấu ăn được ngon, những món gì kể vài món cho Tường nghe thử coi. Chồng em món gì cũng nấu được hết trơn á. Ổng nêm hợp khẩu vị em nữa, em cũng thấy ngon. Nhà em cũng khen ngon. Nhà em thì có cô với chị nấu, chứ em là không biết nấu rồi đó. Ủa? Trời ơi, nói ở nhà lấy chồng gì nội trợ bếp núc lo cho con cái mà không biết nấu cơm. Lo con thôi chứ không có bếp núc. Rồi, tiếp tục câu số 2. Hai bạn có thể bật mí cho anh với các Tường biết là hai người cái lần đầu tiên hẹn hò vào ngày tháng năm nào và thứ mấy không?
4 năm nhớ nổi không? Thấy Triều có vẻ suy tư quá vậy ta. Phụ nữ mấy cái này nhớ kỹ lắm. Các tường ai thiếu nợ các tường nhớ kỹ lắm. Rồi đâu, xin mời đáp án của các bạn. Không nhớ nổi, thấy chưa? Như vậy là không trùng khớp rồi. Vậy bây giờ em hỏi Tiết Cương nè, Tiết Cương nhớ cái mối tình đầu của Tiết Cương là hẹn hò ngày tháng năm nào không? Trời ơi, mối tình đầu. 30 năm rồi sao tôi nhớ nổi. Rồi, qua câu số 3. Món quà đầu tiên mà Triều tặng cho Quỳnh Như là món quà gì? Rồi chưa, có đáp án chưa? Rồi, 1, 2, 3. Yeah. Nước hoa. Vòng tay. Trời ơi, rớt quớt rồi. Không chính xác. Sai nữa rồi. Ủa vòng tay gì vậy Cương? Vòng tay gì vậy Như? Dạ, vòng tay phong thủy á. Tại vì hồi đó em hay đeo mấy cái vòng tay phong thủy. Em quên, em chỉ nhớ sau cái chia tay thôi. Mà tặng hồi nào? Tặng sau này thôi, sau này quay lại thì tặng thôi. Còn đầu tiên là tặng vòng tay á. Nếu vậy bây giờ theo Tiết Cương là cái câu này ai đúng ai sai? Nếu mà câu này thì Triều đúng rồi. Tại Triều nói là chặn lần đầu tiên. Mình có câu hỏi là món quà đầu tiên. Còn Như thì nhớ nhầm nước hoa là sau khi chia tay. Vậy chúng ta xin xác nhận lại câu này là chồng đúng, vợ sai. Rồi loại trái cây nào mà Quỳnh Như không thích? Câu này mà Triều sai là bị giận nè. Sao đi chứ? Ủa sao riêng kìa? Giống tôi rồi. Không thích ăn trái cây. Vậy là sai nữa rồi. Như là giống như Tường rồi. Anh Tiết Cương mới bật mí là Tường không có thích sầu riêng. Ủa sao kỳ vậy? Vợ mình không có thích ăn trái cây gì hết trơn hả Triều? Đúng rồi chị. Không, tại em làm biến ăn. Sai rồi. Nhưng mà để sẵn ở trên bàn thì em đi ngang qua em bóc thì em ăn. Phụ nữ nên ăn trái cây nhiều vô. Tại vì trái cây nó rất là tốt, nó có nhiều vitamin nè. Nó sẽ cải thiện da mặt em nè, chống lão hóa nè. Rồi nó giúp giảm cân nữa. Em phụ nữ mà em không ăn trái cây là lần đầu tiên anh mới thấy luôn đó. Lạ thiệt đó. Rồi câu hỏi tiếp theo anh dành cho hai em nha. Trong ngày cưới á, là Quỳnh Như thay áo cưới mấy lần? Bảo không nhớ là không có được đâu á nha. Ủa mà sao anh thắc mắc sâu, Quỳnh Như em thay áo ít quá vậy? Dạ tại vì mệt lắm à. Lúc mà em thay thì cũng là chồng em vô kéo áo thay cho em luôn. Tôi thấy anh chồng này là đảm đang nha. Lo cho vợ nè, nấu ăn ngon nè, từng ly từng tí nè. Coi bộ cũng trùng khớp mà Tiết Cương. 5 câu sai hết 4 hả? Sai 3, đúng được 2. Đúng được cái vụ nấu ăn với mặt đẹp, trời vậy là ngon rồi em. Hai chồng thấy sơ bộ là thấy cũng ổn đó. Mà không biết là lên đây rồi tính tố nhau cái gì đây. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần thứ 2. Vỡ mộng nè. Bây giờ ưu tiên phụ nữ, Như sẽ là người tố chồng mình trước. Tiên á là em muốn tố chồng em á, mà cũng mong là ổng sẽ thay đổi á, là hứa cho em hình cưới. Thì lúc đầu thì ổng đi làm thì ổng nói bận bịu không có treo được, nhưng mà giờ nghỉ dịch cái 2 tháng nay rồi mà hình cưới cũng không treo luôn. Giờ gần 4 năm trời là cái hình nó vẫn còn ở dưới đất. Có kỳ vậy? Ê cái này tôi không binh được nha, cái này Tiết Cương không binh được đâu, cười cái gì. Nói chung là em, tụi em cũng ở chỗ này qua lại nhiều quá, cho nên là em cũng thấy không cần thiết lắm. Em đi vô ở nhà ngoại xong rồi ở nhà bên em. Hai vợ chồng em á là ở bên nhà chồng là bên quận 8. Mà hiện giờ là từ lúc em sanh bé thai á là em đang ở bên nhà bên ngoại. Đó là lấy cái cớ là nó cứ ở nhà này nhà kia rồi không có treo. Định chừng nào có nhà riêng rồi mới treo đúng không Triều? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, thấy chưa? Ta cái hoài bão ước mộng ta lớn vậy thôi chứ. Thôi, ông đừng có binh. Binh cái này là binh tầm xàm. Trời ơi, cái hình cưới là cái hình quan trọng. Thì mình đi đâu, mình ở đâu đi nữa, mình cũng phải treo lên nhìn cho nó ra, cho nó có sinh khí trong nhà. Ngoài ra chồng em còn hứa gì mà không làm nữa không? Trước khi mà cưới em á, thì nói chung là em ốm hơn 20kg bây giờ á. Thì nhìn cũng cũng ngon lành. Thì ổng hứa em là thôi anh, em cưới anh đi là anh bỏ thuốc lá. Thì em cũng tin tưởng. Áo sơ mi cà vạt của anh Tiết Cương nữa, em tin tưởng mấy người này là nó thiệt. Cưới về là toàn giống anh Tiết Cương. Chiều có uống bia rượu không? Có, nhưng mà em không thích, ít lắm. Ví dụ như cơ quan có tiệc gì thì em uống, chứ không có mà hứng lên đi nhậu đồ, em không có thích. Em hút thuốc là em về nhà có hút không, hay là khi ra ngoài đường em mới hút? Có, về nhà có hút, hút ngoài ban công á, ngoài sân á. Anh binh em hết nổi rồi Chiều ơi. Binh cái gì được mà binh. Thí dụ á, anh Tiết Cương anh nói á,
người đàn ông á, ví dụ như mình không có cái tật xấu này cũng phải có cái tật xấu khác thì thôi ok, đúng không? Nhưng mà khi mình đã hứa là mình phải giữ lời hứa. Bây giờ nè, nói có sách bách có chứng, Như có bằng chứng không? Dạ em có gửi bằng chứng cho chương trình rồi á. Cho tôi coi tan chứng vật chứng coi. Trời ơi, không ngồi hút thuốc, không bấm điện thoại hút thuốc kìa trời. Có cái xe hủ tiếu nữa đăng lên Facebook luôn. Dạ tìm trễ lạc, ngồi hút thì cỡ 2 tiếng à, cũng nhiều. Hiểu rồi đó. Rồi còn cái vụ tấm hình cưới, trời đất ơi, cho treo lên cho con ngắm, con nó ngồi chơi luôn, trời ơi, ngồi kế bên tấm hình để đất luôn kìa, trời đất ơi. Thôi rầu rồi. Rồi thì hiện tại là em có kế hoạch gì, em có dự định gì treo lên chưa Triều, hay là em vẫn quyết định để như vậy luôn? Hiện tại thì chưa chị, tại vì đang ở bên nhà bên đây. Anh thấy cái dự định của em, anh cũng là ủng hộ em á. Tại vì cái gì khi mình thấy mình thấy treo, bây giờ treo lên rồi mình lại tháo xuống, rồi lại đem bên kia rồi treo lên tháo xuống, phiền lắm em ha. Chưa tìm chỗ tương ý để treo. Đúng, chưa có chỗ thích hợp. Đàn ông mấy người đừng có bên nhau. Vậy là cái kiểu thích cương cũng kiểu hứa lèo. Đàn ông tôi tóm lại là hứa lèo hết. Anh bữa anh hứa với em mua cho em căn nhà em chịu anh á. Anh định mua cái em không chịu, anh không mua luôn. Tại vì tôi cũng sợ ông hứa lèo. Tôi biết đàn ông hay hứa lèo toàn dụ người ta trước khi cưới, xong cưới về không làm. Bây giờ tôi đề nghị, tôi phê phán là Triều là phải lập tức bỏ thuốc lá để mình thực hiện cái lời hứa của mình. Sẽ bỏ thôi chị, nhưng mà dạ sẽ bỏ thôi, nhưng mà chắc chưa biết khi nào, cần thời gian. Thôi thôi mấy ông bên nhau quá à, mệt quá. Đám cưới 4 năm bây giờ có con luôn mà chưa thực hiện lời hứa, mà bây giờ còn nói không biết tới chừng nào. Triều vùng lên, Triều hãy tố vợ của mình đi, có những cái gì mà mình không hài lòng. Hay mua sắm á, nghiện shopping á. Không, không. Mua trên Shopee á, mua mà tới thành viên kim cương luôn hả? Trời ơi, ghê vậy đó hả? Thành viên kim cương luôn. Ngày nào cũng có đơn Shopee lại dặn hết á. Thì nói chung cũng có là mua đồ cho con, mua đồ bán cái đồ lặt vặt thôi, là cũng không cần thiết cũng có. Riết là giống như là bị ghiền đúng không em? Chồng làm ngân hàng mà nhiều khi tính toán đồ cũng tiết kiệm ha, nhưng mà vợ hơi phóng khoáng ha. Có bằng chứng không? Có thu lại bằng chứng không? À, có chị. Cái gì mà áo ngực trong suốt vậy? Trời ơi, mua gì quá trời vậy? Ồ, vỏ sách. Trời ơi. Đôi móng tay son. Quá trời son luôn. Trời ơi, cái vỏ sách mà còn cái hiệu chưa xài luôn kìa, trời ơi. Quá trời luôn. Sách hình chiếc kia. Trời ơi, quá phóng khoáng rồi. Quá, mua nhiều quá. Dép, giày. Trời ơi. Nó mua cho con á, nhưng mà chắc 3-4 năm nó mới mang được á. Chồng thu thập bằng chứng nhiều ghê ha. Thẻ kim cương luôn ha. Quá dữ. Đâu bây giờ coi trong nhà có những đồ đạc gì của vợ mua đâu. Bây giờ chồng cầm cái điện thoại quay trực tiếp cho chương trình coi luôn nè. Thì dép cho con á, nhưng mà con nhất phải 2-3 năm nữa, có những đôi 2-3 năm nữa mới mang được. Đây. Đó, những một số món chân vậy đó. Mời Như nè, chia sẻ coi mua gì mua quá trời vậy Như. Dạ, để mà lên được kim cương là do em mua tả không chứ. Chứ lại mua em thấy đúng những đồ liên quan mà. Còn sau thì là em mua trước khi em sinh bé đầu rồi. Còn cái nào mà liên quan đến là tiền chung. Tiền chung là tiền của chồng á, em quản lý. Không, hai vợ chồng tự quản lý tiền nhau. Không, mua cho con á thì cũng được. Nhưng mà đừng có lợi dụng cái chuyện mua cho con rồi mình lên kim cương. Sao con Nhi mua áo ngực trong suốt mà lên thẻ kim cương quá à? Dạ, có 20 mấy nghìn à, tại vì em thấy quảng cáo á, thấy là lạ nên mua thôi. Tiết cương, mua tặng em một cái trong suốt đi Tiết cương. Tánh tôi là giống tánh của Triều á, là mua cái gì nó phải thiết thực. Còn mua mà những cái mà không xài được nó giống như gọi là mua tào lao á. Những cái túi xách đó với giày dép á, anh là cái người có kinh nghiệm nhất. Anh đã từng mua những giày dép, những túi xách về để một năm thôi, không cần 2-3 năm. Mình không xài, tự nó hư, rất là phí. Không, cái này chị không bên em được thiệt. Tại vì phụ nữ mình á, là mình thích chăm lo cho gia đình. Mình chưa nói tới mua cho bản thân nha. Nhưng mà chị thấy em đổ thừa con gì, chị thấy đồ em quá trời. Ba cái son phấn nè, rồi mấy cái vỏ sách là của em chứ của con em đâu. Tại vì con mình á, là cái tuổi nó đang còn nhỏ, nó lớn dần. Nó lớn nhanh lắm. Khi mình để không mang, nó đâu mang được nữa đâu.
đúng không? Còn nếu mà mua để dành giống như chồng nói, không biết mấy năm nữa con mới mang được, vậy thì để cho khi nào con lớn rồi mình mua, mua trước chi nè, lỗi thời nè, nó không còn modern nữa nè, mà giống như anh Tiết Cương nói nó còn hư nữa. Và cái thứ hai là em hơi bị gọi là phung phí đó, mình phải tiết kiệm dành dụm, rồi đâu lúc còn ốm đau bệnh hoạn rồi con còn đi học đi hành nữa chứ, trời ơi dài gì mà con chưa đi được mà mua cho cả đống vậy trời. Cái này là em bị phê bình, chị không binh em được, mặc dù chị là phụ nữ luôn. Giờ ảnh còn tật xấu gì nữa không bé Như? Ổng hay nghiện điện thoại á, chơi game suốt à, rồi chơi với con được có 5-10 phút cái là than mệt rồi. Nhiều khi cho con ngủ cái là ngủ trước con luôn, cầm chơi game này kia, coi YouTube này kia á. Hoặc là chịu không nổi á, rồi kêu em là mẹ ơi cứu ba. Thì nó cầm điện thoại xuống dưới lầu chơi game rồi để cho em cho con ngủ luôn. Mà mặc dù là chia ra rồi là đứa là thằng lớn, đứa thằng nhỏ. Thì cuối cùng em ôm hai đứa hết luôn. Nó quay mấy cái cảnh mà bỏ con cụ bơ cụ bất mà. Có gửi ra chương trình á, với lại hả cho con chơi trên đầu á. Đâu cho mình coi hình ảnh cho nè. Ngủ hả mỏ luôn. Rồi con nằm chơi điện thoại mình luôn, ba ngủ mất tiêu. Con nó chơi game thế ba luôn kìa. Cái này nó massage cho ba nó mà. Ủa cái gì này đâu có sao đâu, cái này cho con chơi trên đầu được mà. Ủa tại sao, tại sao cho con chơi trên đầu mà Như không thích? Dạ thì cái gặp ai nó cũng nắm đầu người ta hết trơn á. Rồi chưa kể chưa biết đầu người ta như thế nào nữa. Mai mốt lớn lên chút xíu nữa nó sẽ hiểu thôi, chứ anh nghĩ là phải cho nó tập nó nắm đầu chứ, để sau này nó lớn lên nó bị con gái nắm đầu còn khổ hơn nữa. Tại sao mình cho con ngủ mà mình ngủ trước con? Rồi tại sao mà mình không dạy con để cho con á giỡn như trên đầu trên cổ những cái người lạ? Game mệt quá đó, khi đi làm về mệt quá đó. Ôm đó này kia cái nào cái nằm ngủ nào không hay. Phải không? Phải không? Có không Như anh nói đúng không? Từ lúc đi làm chứ mấy nay nghỉ dịch thì cũng đâu có làm gì đâu mà mệt. Nghỉ dịch làm gì đâu mà mệt, không chơi với con. Giết mệt đó. Đúng rồi. Như phải thông cảm cho chồng của mình phải không? Đàn ông á kiếm tiền về lo cho vợ con, ở nhà nằm bấm điện thoại nó cũng mệt lắm, đúng không chịu? Nằm bấm điện thoại mệt chứ bộ. Căng thẳng lắm anh, căng thẳng. Đốn thà mà đi làm, nó vừa mệt về thể xác, mệt về tinh thần. Chị nói cho chị nghe cái thời phân khóa biểu một ngày của em hiện nay trong mùa dịch là em làm gì, em nói chị nghe thử coi. Thì thường con em nó khoảng 9 đến 10 giờ nó mới dậy, hai đứa luôn, đứa nào cũng dậy nha. Ngủ thì rảnh, ngủ tới giờ đó. Ẩm thằng nhỏ xuống cho chị cho nó ăn cháo. Thì em tranh thủ xíu. Rồi đợi thằng lớn thức thì thằng nhỏ ăn xong thì giữ nhỏ cho mẹ nó cho thằng lớn ăn. Trong lúc cho nhỏ ngủ thì mình bấm điện thoại. Đúng rồi, không ảnh hưởng gì đâu. Cho con ngủ bấm điện thoại, mốt con thành thói quen. Nó cứ ôm, mai mốt nó lớn là một xíu nó ôm điện thoại suốt luôn. Mình cho con ngủ là mình phải nằm mình ru con, mình kể chuyện cho con nghe, hoặc mình đọc truyện cho con nghe. Tại buổi trưa nó ngủ ngắn lắm, khoảng tiếng hơn là nó dậy rồi. Vừa thì tranh thủ nó vậy đó. Trời ơi sao mà bấm điện thoại suốt vậy, không nhức đầu hả trời? Vụ này sắp tôi cũng rối quá, chắc tôi binh hết nổi luôn rồi. Hai đứa là lúc đầu là đều là làm ba mẹ lần đầu hết trơn á. Thì ổng chăm con sao thì em muốn nắm vô. Ổng tắm rửa xong mặc cho con thì em cứ để cho ổng làm hết, thì em phụ được gì em phụ. Còn tới lượt phiên em á, em làm theo cái thứ tự nào mà em thấy là hợp lý lại nhanh tiện nhất á thì em làm. Là ổng bắt đầu ổng xen vô. Và thường em tắm xong em cuốn con lại, rồi em cho rơ lưỡi cho con, rồi em mới mặc đồ. Còn ổng cứ vô mặc áo cho con đi, để lạnh á, kêu em bắt em phải làm theo ý ổng vậy đó. Lúc mà tắm ra thì cái tay mình sạch nhất, mình rơ lưỡi cho con luôn, rồi xong mới mặc đồ. Còn ổng thì cứ sợ con lạnh, cứ kêu là mặc áo vô đi, mặc áo vô đi. Nên em ghét vậy. Sau khi bé tắm xong mình nên mặc đồ vô để bé nó bị cảm lạnh á. Thì em thường em tắm xong thì em lao là mặc đồ liền, sợ em mới lạnh tắm ra. Làm vậy xong lúc đó là tay mình rồi là sao là tay rơ lưỡi cho con được. Rửa tay chút xíu đi. Nó tăng tới tăng lui á. Mình làm như vậy và con bị té xuống dưới giường á nên em sợ lắm. À em có bị con té một lần rồi đúng không? Cái này cũng khó phân xử à. Cái cảm giác mà mình làm mà có ai đứng sai sai chỉ mình làm mình bực mình khó chịu đúng không Như? Thêm một cái ví dụ nữa coi. Thì em biết được cái tính cái nết của nó là nó sẽ ăn như thế nào.
để cho nó ăn hết, nó thích ăn đồ nước hơn. Chồng em thì đó giờ thích ăn đồ khô nè, đó là lúc nào cũng làm một tô đồ khô xong mình lại kêu em đút ăn, cái con không ăn, hai vợ chồng bực bội rồi bực bội với con cái này kia. Nói chung là ổng là muốn theo ý ổng nhưng mà ổng không phải là người đút. Em cứ bắt ổng đút một lần đi. Dạ có, đút rồi. Rồi con ăn hết không? Tàn rồi ổng đút xong rồi hả, là cỡ 5 phút nữa là nghe cha con cãi lộn mà là quăng lại cho em. Cái quan trọng là người mẹ người ta gần con hơn. Cái công việc của Như mỗi ngày Như đút con ăn là Như biết con ăn cái nào nó thích. Tại vì mình cho con nít á, con nít tại sao mà nó đủ chất dinh dưỡng, nó không bị suy dinh dưỡng, nó không bị còi xương. Nó có nhiều đứa trẻ nó biếng ăn là do ba mẹ toàn nấu cho con ăn, ép con ăn những cái thứ mà con không muốn. Triều thấy cái đó là ngon, cái đó là tốt, nhưng mà đó là đối với em thôi. Thực tế đút cho con nó không ăn cũng như không à. Em thì em thích ăn đồ khô hơn, nhưng mà ý là em muốn đổi, nhưng mà thay đổi đa dạng cho nó hơn xíu coi nó có ăn hay không á, tập cho nó ăn nhiều món á. Mời nhân chứng vô cho chị. Ồ dạ chào cô. Rồi, chào các con. Cô cũng xin tự giới thiệu, cô là tên là Đỗ Thanh Nga, năm nay 59 tuổi, là cô út của Quỳnh Như. À cô út của Như. Cô nói phải cho công tâm nha, cô đừng không được binh cháu nào hết trơn á nha. Cái việc chăm con của hai vợ chồng ở nhà đó, theo cô quan sát thì cô thấy làm sao? Theo cô là cô không binh đứa nào hết á. Miễn là dạ, đứa nào mà được tốt cho cháu cô thì cô để theo đứa đó nhiều hơn. Chồng của Như á thì chịu khó nấu thức ăn cho con. Nói chung là bất cứ giờ lúc nào con ăn gì là nấu cho con. Nhưng mà cái chăm đút cho con thì đàn ông mà thì ít có chăm chút bằng Như. Còn Như thì chịu khó ngồi chợ đút cho con cả tiếng đồng hồ vậy, vẫn ngồi miệt mài đút cho con không than một tiếng nào. Nhưng mà có cái con thì khoái thì ăn, theo Như thì con thì khoái ăn đồ nước, mà chồng thì cứ cho con thì ăn đồ khô. Đó là hai vợ chồng thì có như đó thôi. Trời, vậy là cũng tuyệt vời quá rồi, hai vợ chồng là hợp lại với nhau phải không? Cảm ơn cô Nga nhiều nha. Rồi con chúc cho cô được với gia đình mình là được nhiều sức khỏe, bình an. Nhất là mình phải cố gắng giữ gìn sức khỏe trong cái mùa dịch này nha con nha. Chú Cương thấy thì trẻ con thì mình nên cho bé nó ăn theo cái sở thích của nó. Tí Cương nhớ nha, hôm nay Tí Cương khuyên gia đình người khác, thì mai mốt tới hồi Tí Cương có vợ, Tí Cương có con đó, cái này nè, cha già con mọn nè, 50 tuổi mà chưa có con, lúc đó là còn cưng con dữ lắm, rồi nhiều khi lại ép con ăn cái này cái kia. Nhớ ngày hôm nay mình khuyên người ta làm sao, mốt mình phải áp dụng cho mình như vậy nha không. À thế bây giờ vậy, nãy giờ mình cũng tố nhau nhiều rồi, bây giờ đến cái kết của chương trình rồi. Thì bây giờ hai vợ chồng nè, ngồi xa cách nhau quá à, quay vô hai chồng nắm tay nhau cho tình cảm chút coi nè. Mà lúc mà cưới nhau thì chưa cầu hôn, bây giờ để anh cầu hôn em lại. Nên là giờ em làm vợ bé, em làm vợ bé. Để ta đi là làm vợ anh nha bé. Hên ghê, ông nói được. Chút xíu nữa là anh làm vợ em nha luôn rồi đó. Rồi, thôi mà ảnh không có phải là người mà nói được nhiều, nhưng mà như vậy là cũng rất là chân thành rồi. Viết lên lại một đoạn kết mới. Trời ơi. À, chị Tường cũng cảm nhận được cái tình cảm hai chồng dành cho nhau. Mỗi người một gu phải không Tí Cương? Không phải ai cũng là ngọt, cũng thể hiện đầu môi chót lưỡi, không phải ai cũng là vồ vập đúng không? Triều là một người bình thường, không phải là người của nghệ thuật, cho nên cái cách thể hiện của hai bạn nó không thể nào mà nó trước ống kính mà tự nhiên được như những người nghệ sĩ chúng mình, mà cái đó mình phải thông cảm. Rồi, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng mà nhớ nha, cái này Tí Cương nói trước ống kính không có ngọt ngào được, nhưng một lát ghi hình xong rồi đó, nhiều khi tối nay hai vợ chồng cũng ngọt ngào với nhau, rồi ôm nhau rồi chút xíu để hâm lại tình cảm nha. Cái thời gian mùa dịch này mình ở nhà là để cái thời gian này là để mình là vun đắp cho tình yêu nè, tạo thêm những kỷ niệm ngọt ngào trong cái mái ấm gia đình của mình nè. Chúc cho hai vợ chồng em cũng như là đại gia đình của em luôn được nhiều sức khỏe. Cảm ơn tụi em rất nhiều đã tin tưởng và để cho hai cái thám tử này đột nhập vào nhà của mình để mà điều tra trong chương trình ngày hôm nay nha. Rồi còn cái chuyện bỏ thuốc thì em nên phải bỏ từ từ, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu. Đó là cái điều anh muốn nhắn nhủ với Kiều. Dạ, ok.
thì mong quý vị khán giả luôn luôn đồng hành cũng như là ủng hộ cho Tiết Cương cũng như là Cát Tường nha. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường, Tiết Cương cùng với Triều và Như xin chào và hẹn gặp lại quý vị.